Cái vườn trồng đủ thứ loại luôn nha các bạn, nhỏ xíu mà quá trời khách tham quan luôn nè các bạn. Bán vé một vé là 20.000 đó. À. Đây ổ hoa. Còn đây là mướp hương nè các bạn. Có chú chó. Đây các bạn, khách tham quan đây, mình có 3 vị khách tham quan luôn nè các bạn. Được 60.000. Đây là cải, cải con. Cà bắp nữa các bạn. Cây đu đủ nhỏ xíu mà được 3 trái. À, là 4 trái luôn các bạn mà hái hên trái rồi. Cây đu đủ có chích niệm thôi. Cái này không biết phải trồng không mà một gốc tới 3 cây luôn các bạn. Khách tham quan đang tham gia, đang chụp hình các bạn. Đây vườn nhỏ nhỏ thôi chứ khách, dạ, khách tham quan rất là nhiều. Đây, đây là một vị khách nữa nè các bạn. Ồ, có một con sùng. Con sùng nè, để gấp con sùng lên nè. Con sùng. Lần đầu tiên thấy con sùng. Đây là con sùng. Đây, còn đây là bà chủ vườn của mình đang đang làm đất trồng cái gì không biết các bạn. À, đậu đũa. Vườn nhỏ xíu thôi nhưng có rất là nhiều khách tham quan luôn nha các bạn. Tại trồng đủ loại cây luôn. Ôi con sùng chà bá lửa luôn. À là con trùng á hả? Con sùng. Con sùng nè. Con này là con trùng. Con này là con trùng. Ốc cho bọt, da ốc cho bọt, ốc cho bọt. Cái con trùng á mình để dưới đây á. Trời ơi chưa luôn hả cha. Đất xốp lắm, nó quá trời nè trùng nè. Đây là vườn lan các bạn, vườn lan ăn ăn đọt. Vườn rau lan. Xanh tốt luôn. Ừ, hoa hoa sen. Ở đây cũng có hoa sen nữa nè các bạn ơi. Một vườn hoa sen luôn. Viên đầm hoa sen. Hoa sen mình hiện tại thì bông cũng không được nhiều. Còn đây là những cái cây hoa 10 giờ. À, cái này hoa 10 giờ trồng cho đẹp các bạn. Chỉ cần nay mai thôi, hoa 10 giờ sẽ nở. Dạ đúng rồi, qua đâu đi. Đó. Mốt mình chui vô vườn mớp cho nó đẹp. Đây do mớp mới trồng các bạn, chưa có trái. Chứ sao khoảng chừng một tháng thôi các bạn. Cái vàng này trái sẽ lỏng nhỏng luôn đó. Để khi nào mà có trái rồi mình sẽ quay lại chia sẻ cho các bạn cùng xem. Trời thì cũng đang mưa rồi các bạn. Các vị khách tham quan mình về hết rồi. Mưa, tại vì mưa, lý do mưa. Dạ. À, dù trời mưa nhưng bà chủ vườn rau mình vẫn còn đang trồng nha các bạn. Công việc nhà nông mà. Mưa thì làm theo mưa. Bà chủ mình đang làm cho xong công việc cho bữa nay các bạn. Trồng những hàng đậu đũa đây. Mình làm hàng xúc xẻo. Khoảng một tháng sau thôi, đây cũng là nhìn lên những cây đu đũa rất là đẹp. Cây đu đũa, cây gì anh hai? Đậu đũa. Rau đậu đũa. Là cái gì vậy anh hai? Là đậu đũa. Con không biết cái này. Dạ, mình ra chắc hơi luôn. Còn đây, mình còn một vị khách nè các bạn. Hái cái hoa sen. Hạt gì? Cái vườn nhỏ nhỏ mình thì bán vé 20.000 một vé nha các bạn. Còn khách nhí từ 1 mét trở xuống thì miễn phí luôn. Nói đùa các bạn thôi,
Đây là cái vườn vườn rau nhà chồng các bạn. Trồng những cái rau sạch đó để mình sử dụng hàng ngày. Đây là những loại rau mà trồng nhà trồng thì không có xịt thuốc đâu các bạn. Trồng hoàn toàn là không có thuốc luôn. Nếu mà có sâu thì mình bắt sâu thôi, còn cây nào mà sâu mà cây nào mà nó hư quá đó mình nhổ bỏ luôn. Rồi mình trồng cây khác. Đây nè các bạn, có con đây có con rầy nè, do không có xịt thuốc á. Rầy quá trời luôn. Đây quay lại tổng thể cho các bạn cùng xem nữa nha. Cái vườn mình có rất là nhiều loại luôn. Ổ hoa nè, ổ hoa đang có trái. Rồi đau đai, mướp hương, rồi mướp khía. Rồi mùng tươi nữa các bạn. Ôi ôi nè, quay mùng tươi cho các bạn xem nè. Đây là vườn mùng tươi tự lên luôn các bạn. Lúc trước á là cậu mình có trồng có một dây thôi. Có một dây mùng tươi thôi mà bây giờ nó lên như đây nè các bạn. Nhìn đã ghê chưa? Một dây mà cái hộp á nó rụng á, nó lên quá trời. Còn xa xa rồi có cây bạch hà nữa các bạn. Rồi bà chủ mình lên rồi các bạn. À, còn đây là trái bầu các bạn. Cái trái bầu nó lên rồi. Bầu khô tự lên luôn các bạn. Rồi mình cũng tận dụng á, mình mùa mưa này đó mình nhổ ra cây rồi mình trồng. Rồi anh Hai sẽ lên, anh Hai quay chút xíu chia sẻ cho khán giả cùng xem rồi anh Hai lên. Còn đây là cái những cái luống mà trồng rau muống các bạn. Ớt nữa. Có bầu nữa nha các bạn, có đây dây bầu. Dây bầu này cũng tự lên luôn, không có trồng các bạn. Dây này là lúc trước do cái khu vực này có trồng cái dàn bầu trước đó đó. Rồi những cây bầu nó lớn rồi đó, nó mọc trái ra rồi nó lên, tự lên. Mình có rau dền nữa, rồi có lá quế nữa này các bạn. Nói chung là đủ thứ luôn. Đây là rau sạch hoàn toàn nha các bạn, trồng để ở nhà ăn thôi. À, đây giới thiệu các bạn cây tre tre vàng các bạn. Cây tre này mình cắm xuống mình làm cái vàng á. Rồi cái gì, trái hôm qua nhỏ xíu. Này trái bự nè. Sau khi cái cây này cắm làm cái vàng các bạn, đây là cái vàng bầu cũ. Rồi cây tre nó lên luôn các bạn, mình có một bụi tre khỏi cần trồng. Đây cũng là cây tre luôn nè các bạn. Chỉ chặt cây tre làm cái vàng mớp thôi. Ồ, vàng làm cái vàng mớp rồi vàng bầu á. Rồi cái cây nó tự lên luôn các bạn, không có trồng gì hết trơn á. Rồi ở đây mình cũng có cây mai nhỏ các bạn, cây mai nhỏ cũng tự lên. Không biết chim nó tha hộp ở đâu á, rồi nó sao? Mai đâu? Nè cái mai nè. À thấy rồi. Không biết tự nó lên hay là hay hộp hay là trời mưa gì đó, nó lên tự lên các bạn. Đây là mai rừng luôn. Mai vàng năm cánh hay là không biết mai mấy cánh nữa, nhưng đây là mai tự lên các bạn. Rồi trời thì cũng mưa nặng hạt rồi các bạn, trời thì cũng mưa lớn lớn rồi. Mình xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.